Một nghệ sĩ Quang Minh có bạn gái mới sau 4 năm chia tay không đào. Tuy nhiên nói về hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, nghệ sĩ Quang Minh phủ nhận truyền hò với cô gái xuất hiện cùng anh. Mới đây mạng xã hội lan truyền đàn clip ghi lại hoạt hát nghệ sĩ Quang Minh xuất hiện tại một sự kiện cùng cô gái là người đăng clip chú ơi người ch người đăng clip chú thích. Nghi vấn danh hài Quang Minh dẫn bạn gái mới đi sự kiện, khoảnh khắc đã lan truyền với tốc độ chóng mạnh. Khoảnh hát này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, nói về hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, nghệ sĩ Quang Minh phủ nhận việc hẹn hò với cô gái kể trên. Không chính xác đâu, đó chỉ là thông tin tầm bậy. Vì ngồi là do ban tổ chức, vì chỗ ngồi là do ban tổ chức sắp xếp thôi, nghệ sĩ Quang Minh nói. Hầu ly hôn, Quang Minh và Hồng Đào giữ mối quan hệ bạn bè để cùng trao đổi về truyền học hành, sự nghiệp của hai cô con gái là Kỳ Phương Vân, 26 tuổi và Sophia Minh Châu, 20 tuổi. Quang Minh tâm sự rằng trong 24 năm chung sống, ăn ngưỡng bồ vợ cũ bởi cách dạy con và sự bản lĩnh. Mỗi khi con gặp sự cố, tôi hay lính quýnh, thậm chí bật khóc, con Hồng Đào bình tĩnh giải quyết vấn đề. Đào và tôi chọn cách làm bàn với con, nhưng cô ấy đối thoại thành thắng hơn. Trước đó, danh hài Nam Ích cũng nhiều lần dành những lời tốt đẹp dành cho vợ cũ. Anh của Hồng Đào là người thân và không thể quên ngày sinh nhật của cô. Còn nhớ năm 2018, tin đồn Quang Minh, Hồng Đào ly hôn đã rồ trên mạng xã hội. Tuy nhiên cả hai đều im lặng. Để ý kỹ sẽ thấy cặp đôi không còn đồng hành cùng nhau trong công việc hay đăng tải ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Đến tháng 7 năm 2019, Hồng Đào chính thức xác nhận đã được ai nấy đi với ông xã. Cô Minh tự hẳn định rằng vì thương nên mới ly hôn. Kể từ ngày đó, cặp đôi không hề lên tiếng nói rõ về nguyên nhân đằng sau việc hôn nhân tan vỡ. Sau thời gian ly hôn, người vợ gắn bó với mình nhiều năm, cô Minh vẫn chưa thể vượt qua, thậm chí anh còn từng lỡ miệng nhắc tên người cũ trên sân khấu. Sau 3 năm, tôi nghĩ bản thân vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn ly hôn, thậm chí khó quay khỏa. Diễn một mình trên sân khấu đến giờ tôi chưa hết cảm thấy lạc lõng, chơi vời. Một lần diễn kịch tại Mỹ, hết tiết mục tôi quên mình nói. Dạ thưa quý vị, phần trình diễn của Quang Minh Hồng Đào đến đây xin được phép kết thúc.